Ở như vậy một mảnh yên tĩnh tường hòa trên đại lục, sinh hoạt như vậy tứ phương thế lực. Dị năng, thú nhân, thuộc pháp cùng với chiếm đại bộ phận người bình thường. Trong đó, ba phương thế lực dung hợp câu thông, dần dần hình thành trên đại lục ba đại vương quốc, 500 năm một mực hòa bình kết giao. Nhưng mà ngay tại hôm nay, một đoàn sương mù dày đặc bao phủ thuộc pháp thống lĩnh quốc gia, nhất thời trên đại lục xuất hiện các loại yêu ma quỷ quái, chung quanh phá hư. Cùng lúc đó, ở dị năng quốc gia bên trong, xuất hiện một vị có thể cùng tự nhiên câu thông thần bí thiếu niên. Chương 1 Chapter 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Chapter 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Chapter 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Chapter 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chapter 5 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Chapter 6 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Con thỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Chapter 8 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Chapter 9 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Chapter 10 bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test